Theo nghiên cứu cho thấy, con người thực sự có thể sống trên 100 tuổi nếu không do các tế bào lão hóa và chết trong cơ thể của chúng ta. Điều đó cũng làm giảm hệ miễn dịch khiến chúng ta già đi và ngã bệnh. Kẻ thù của sức khỏe và chất xúc tác cho sự lão hóa sớm thường được quy cho các gốc tự do. Đây là nhóm các nguyên tử kích hoạt chuỗi phản ứng gây hại khi chúng phản ứng ở cấp độ tế bào với ADN của chúng ta hoặc với màng tế bào. Cuộc sống căng thẳng làm cho cơ thể của chúng ta ngày càng cạn kiệt đi các chất dinh dưỡng quan trọng. Sau đó, cơ thể ngày càng khó khăn khi duy trì đáp ứng miễn dịch đầy đủ đối với các gốc tự do, khiến chúng ta dễ bị mắc các chứng bệnh như chàm, tiểu đường, đột quỵ, các vấn đề về tim mạch hoặc ung thư, vân vân. Điều trị bằng tế bào gốc sống đã được chứng minh là cách hiệu quả nhất để đẩy lùi các tế bào lão hóa trong cơ thể bằng cách bảo vệ khỏi các gốc tự do, phục hồi bằng cách biến các tế bào lão hóa thành những tế bào mới và tái tạo tế bào khỏe mạnh hơn. Cách đây khoảng 2.200 năm, nhau thai đã được sử dụng trong các gia đình hoàng gia ở Trung Quốc và các gia đình hoàng gia khắp nơi trên thế giới. Trong hơn 50 năm ở Thụy Sĩ, tiêm tế bào nhau thai sống đắt tiền được thực hiện cho các thành viên của gia đình hoàng gia, chính trị gia, người nổi tiếng và giàu có khắp nơi trên thế giới. Để duy trì sức khỏe tốt và ngoại hình đẹp. Với sự tiến bộ của công nghệ, nghiên cứu và phát triển về liệu pháp tế bào gốc trong những năm gần đây, sự ra đời của viên nang các tế bào nhau thai sống đã chứng minh rằng nó không chỉ hiệu quả và an toàn hơn so với cách tiêm nhau thai truyền thống mà nó còn có giá cả phải chăng. Những chú cừu ăn cỏ, hoàn toàn khỏe mạnh và không bệnh tật ở New Zealand đem đến sự đảm bảo về độ tinh khiết